Chào mọi người, tiếp tục cái series thì ở đây mình sẽ đổi dữ liệu thông tin của người dùng nhá. Thì ở đây đầu tiên là gì? Đầu tiên mình sẽ lấy tổng số đơn hàng này. Thì mình sẽ có là transaction. Transaction bằng đây. Transaction where ở đây que mình sẽ que theo cái gì, mình mở cái bảng đây, que theo thằng này, que theo thằng này bằng đấy, que theo ID của thằng này, sau mình sẽ lấy một cái code ở đấy, ID đấy cao. Mình sẽ có một cái view data bằng đấy tổng số đơn hàng đây. Ok, thì ở đây mình sẽ chuyển vào cái view data này đấy. Vậy là mình đã lấy được cái đơn hàng của thằng user. Thì ở ngoài ở trang này mình sẽ đổ ra tổng số đơn hàng đây. Đấy, hiện tại mình có 3 đơn hàng này. Đơn hàng đã xử lý thì như thế nào? Xử lý thì cái setup bằng 1 nhá. Ok. Thì tiếp tục ở đây mình sẽ lấy cái đơn hàng đã xử lý. Ở đây là mình đã que ở đây. Tiếp tục mình sẽ que gì? Mình sẽ que status bằng transaction cho tới cái đơn đấy. Thì nó như thế này đấy, mình sẽ có tổng số đơn hàng. Ở đây mình sẽ đưa ra ngoài này đã xử lý. Ok, 3 đơn hàng đã xử lý. Thì ở đây hiện tại mình đang để có 2 trạng thái đúng không? Ok, 2 trạng thái thì mình sẽ bỏ đi thằng này. Thì còn lại là chưa xử lý, còn cái là hủy. Mình đúng mong người có thể làm thêm một trạng thái là đã hủy. Nhưng mà thôi, mình chỉ làm 2 trạng thái là hoàn thành, chưa hoàn thành thôi. 6, 3, 3. Đấy, mọi người đổi thằng này là 4 nhé. Ok. Đấy. Thì ở đây thì mình sẽ lấy thằng đã hoàn thành này. Tổng số mà trừ đi thằng đã hoàn thành. Tổng trừ đi thằng này đã hoàn thành này thì ra là cái đơn chưa hoàn thành. Đấy, được phải cao. Cái thứ hai nữa là ở chỗ này mọi người thấy là hai cái này nó lặp lại nhau nhá, thì mình sẽ dừng lại ở chỗ này đây. Đây mình sẽ có không phải là đấy, là mình có transaction này. Transaction có S đấy. Đầu tiên là mình sẽ có là thằng này đến đây là mình sẽ tự lại, à khoan, mình sẽ viết như này trước ạ, sau đấy thì mình sẽ tự ưu đây. Và tiếp tục là transaction, ở đây là mình sẽ lấy hết các đơn hàng của nó này bằng transaction đây, quay thằng này. Ok, bargain là từ đây là mình sẽ trang tầm 10 bản ghi đấy, mình sẽ có là cái đơn hàng. Ok, đơn hàng thì ở ngoài này mình sẽ show ra, mình sẽ for if nếu is and if. Ok, forward transaction and forward. Ok, ở đây thì mình sẽ gì sang bên cái đơn hàng này, đơn hàng đây mình copy lại cái đồ dữ liệu của nó ra cho nó dễ đây, đợi mình viết lại đấy. Mình sẽ có như này
Thì ở đây mình bỏ đi hàng name đi, bởi vì sao? Bởi vì mình mua mà, nên là không thể là tên mình thì cứ hiện thôi. Số điện thoại và địa chỉ ở hai để lại được. Trạng thái đã xử lý và chưa xử lý. Ở đây mình bỏ cái router đi nhá. Bỏ cái những cái link nó xử lý đi. Xóa. Ở đây là mình sẽ không cho nó cập nhật được. Đấy. Ok. Thời gian, trạng thái. Ok, được rồi. Mình xem 5 mạng này. If nếu mà tồn tại transition. Ở đây, nhầm. Ở đây mình, đấy, ok. Đấy, mình sẽ có ba cái đơn. Đơn của mình đã được xử lý vào cái thời gian. Trạng thái, tên, điện thoại. Ơ, cho này mình thừa gì nhỉ? ID. À, đây là địa chỉ này. Địa chỉ. Đấy, ok. Vậy là mình đã có xong như này. Nhưng mà mọi người để ý ở chỗ đoạn này, mình sẽ viết lại như này, ba cái này trùng nhau. Nếu mà viết như thế thì nó rất dài nên thôi mình sẽ thu lại chỗ này một chút. Đây, mình sẽ bỏ này. Đấy. Thì ở đây mình sẽ có là transition ở đây thôi. Bằng transition. Đấy. Một cái đoạn này nó sẽ bằng thằng transition. Đây, bằng thằng này. Select. Đấy. Và thằng này thì nó sẽ bằng thằng transition. Đây. Đấy, nó sẽ như thế thì nó sẽ ngắn gọn đi. Đấy, mình nhìn mình sẽ đợi rối cốt, đấy. Đấy, ok. Vậy là mình đã lấy xong. Đây, mọi người nhìn này. Function format. Xem. Thằng này nó sẽ select ID. Thế bỏ thằng select này đi. Bỏ thằng ID này đi, thằng đó đồng bộ. Đây, xem này. À, đây mình sẽ chỉnh sửa lại một chút. ID select sao. Mình thử cái này. Được. Chị phone various. Đấy, ok. Bởi vì ở trên này mình đã select này nên là thành ra nó như này, nó đã bị nó chỉ lấy một thằng ID thôi, nên là mình sẽ phải add thêm cái select của nó. Ok.